Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của anh Dũng Channel. Thì trên tay của mình đây đang là một chiếc điện thoại, đó là Nokia nha. Thì chiếc điện thoại này là Nokia 7 Plus nha. Thì hôm nay mình sẽ đánh giá sơ qua về chiếc Nokia 7 Plus này có gì đáng mua và có gì đáng sử dụng hay không nha. Trước đầu tiên là Nokia 7 Plus ấy, thì mình thấy là cái thiết kế của nó nha. Thì các bạn có thể thấy ở đây là thiết kế của nó bằng nguyên bằng khung kim loại nha. Mặt lưng kính là mặt trước kính và mặt sau là bằng khung kim loại hết luôn nha. Nguyên khối nha. Đấy. Đấy, ngoài ra thì nó cũng không có gì đặc biệt cả, nó chỉ có thiết kế như vậy thôi. Có hai camera kép đằng sau này, có camera kép này, có cái ống kính ZEISS này. Cái ống kính này có cái chức năng để chụp, hình như là làm cho nó trong hơn nên là cái gì đấy, chân dung gì phải. Nói chung là vậy. Thì nó có một cái cảm biến vân tay ở đây với lại đèn flash kép đặt phía bên cạnh nha. Đấy. Cái màn hình của con này thì là cũng khá là to nha. Đấy, màn hình con này khá to mà nó có cái độ phân giải là Full HD cộng nha. Thế nên là các bạn mua con này về để giải trí xem phim thì con này nó cũng khá là nét nha. Nó không phải là hiện tượng rỗ xảy ra nha. Thứ hai là bên trong con máy này nó có phiên bản RAM 4 và ROM 64 nha. RAM 4, ROM 64 mà đang chạy trên hệ điều hành Android 10, Android thuần nha. Thì nó cũng khá là mượt mà trơn tru nha. Chơi game Liên Quân 60fps vẫn còn chơi được nha. Đấy, thì cái thứ tiếp theo là cái máy này thì có cái RAM ROM 64 nha, với lại có cái ấy rồi, cái camera của nó thì mình sẽ dơ luôn cho các bạn xem nha. Mình dơ lên mình chụp ảnh thử cho các bạn xem này. Thì cái ống kính của nó cũng khá là trong nha. Đó, thì các bạn chụp phần tấm này. Đó, bây giờ các bạn sẽ có thể nhìn qua cái bức ảnh chụp của Nokia 7 Plus nha. Thì cái chất lượng ảnh và cái chi tiết của nó cũng khá là tốt nha. Nhớ lại màu sắc lấy lại trung thực nha, nó cũng không quá bị ảo nha. Đấy, còn cái cam trước của nó thì mình cũng có chụp ở đây rồi. Thì các bạn có thể thấy là cái chế độ mình bật chế độ làm đẹp lên nhưng mà nó cũng không cà quá nhiều nha. Và nó cũng khá là nét nha. Đấy. Thì nói chung là 7 Plus này thì mình thấy là cái khoản camera của nó cũng rất là ổn nha. Về khoản màn hình thì xem phim giải trí thì độ phân giải sắc nét chi tiết cũng rất là ok. Loa thì cũng khá là to. Loa của nó được thì 7 trên 10 điểm. Đấy. Còn nó có hỗ trợ một cái cổng sạc, đó là cổng sạc USB Type-C nha. Chuẩn Type-C luôn nha. Cổng sạc đầy mới nha. Đấy, nhớ lại nó có một cái hỗ trợ jack cắm 3.5mm ở trên này nhá. Đấy. Cái tiếp theo là máy này có viên pin là dung lượng là 3800mAh nhá. 3800mAh nên là cho cái thời gian sử dụng pin cũng khá là ấn tượng nhá. Dài từ sáng cho đến chiều vẫn ok nhá. Lướt Facebook thì từ sáng đến chiều thì ví dụ các bạn ngủ dậy từ 6 giờ sáng mà có thể lướt Facebook mà xem YouTube các thứ thì đến cỡ là 3-4 giờ chiều đấy là nó cũng rất là ổn rồi nhá. Đấy là xem YouTube, là lướt Facebook nha. Còn nếu mà chơi game nhiều hơn nữa thì cái thời gian nó sẽ sử dụng sẽ ngắn đi nhiều nha. Đấy. Thì cái con Nokia 7 Plus này thì nói chung là mình đánh giá về ngoại quan, về thiết kế của nó cũng rất là ổn, khá là cao cấp. Cầm nắm rất là ok, xem phim giải trí những tác vụ bình thường rất là ổn. Còn về chơi game thì cái chip 660 này nó cũng khá là đuối rồi nên là chơi game nó cũng gọi là để các bạn chơi game bình thường được thôi. Nó cũng không quá mượt đâu nha. Đấy thì là mình sẽ có cái video test game cho cái Nokia, mà mình sẽ có một cái video test game Nokia 7 Plus này nhé. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong cái video tiếp theo. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.